Xin chào tất cả các bạn. Như các bạn đã biết, những người mà dùng laptop sẽ cảm giác được cái độ charge pin, này còn gọi là cái dung lượng pin của laptop, nó sẽ giảm dần theo thời gian. Như vậy, các bạn mà muốn kiểm tra cái độ charge pin của laptop của mình ấy, thì các bạn sẽ kiểm tra như thế nào? Như vậy là cái video này mình xin chia sẻ cho các bạn cái thủ thuật kiểm tra độ charge pin của laptop. Đầu tiên các bạn hãy nhấn tổ hợp phím Windows cộng R, nhấn tổ hợp cùng lúc. Tại cái này nó sẽ gọi là chương trình run. Tại cái phần open này các bạn hãy gõ chữ CMD để mở chương trình dấu nhắc lệnh, Enter. Đây chính là chương trình dấu nhắc lệnh, hay còn gọi là tên tiếng Anh của nó là Command Prompt. Cái phần nhấp nháy này chúng ta sẽ bắt đầu gõ dòng lệnh Power CFG dấu cách sổ trái. Sổ trái nút cái nút dấu sổ này ở bên cạnh nút Shift ở bên phải của bàn phím. Battery Report. Enter. Như vậy các bạn hãy nhìn xem, đây chính là cái dòng thông báo nó gửi về máy của các bạn. Có nghĩa là cái dung lượng pin đã được, cái bảng thông báo này đã được gửi về cái đường dẫn này. Chúng ta hãy mở cái đường dẫn này theo cái chỉ dẫn này, và ổ C User, cái chữ này là cái tên máy của mình nên các bạn tìm đến cái tên máy của các bạn. Đây chính là cái file thông báo. Các bạn có thể là nhấn nháy đuốc để mở luôn, hoặc là cho ra màn hình. Mình sẽ cho ra màn hình, cho ra màn hình desktop cho dễ nhìn. Cái này đã xong rồi thì tắt đi. Chúng ta hãy mở cái này bằng cách nháy đuốc hoặc là mở bằng trình duyệt web của các bạn. Mình mở bằng trình duyệt cốc cốc. Như vậy đây là chính là cái file thông báo được gửi về máy của các bạn. Đây chính là cái chúng ta chỉ cần chú ý đến hai dòng này. Đây chính là cái dung lượng pin lúc thiết kế, lúc máy mới mua. Còn đây chính là cái dung lượng pin hiện tại đang có ở trong máy của các bạn. Mình sẽ dùng cái chương trình dịch này để dịch sang tiếng Việt cho mọi người hiểu. Đây, hai dòng này, công suất thiết kế là 48.944 và công suất phí đầy đủ, hay còn gọi là cái dung lượng pin hiện tại. Như vậy là cái máy của mình đã chai đi gần 10.000 dung lượng rồi. Như vậy là mình đã xong cái video này. Các bạn mà cảm thấy cái video chia sẻ của mình mà nó hữu ích với các bạn thì các bạn hãy cho mình một nút like, một nút subscribe, hay còn gọi là cái nút đăng ký. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem cái video của mình. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và công việc. Hẹn gặp lại.